chào tất cả anh em đã trở lại kênh của mình. Thì hôm qua trên trang Twitter của FIFA 03 anh em có một cái thông báo về cái buổi livestream của Anwan ha. Nó cũng thông báo trên game của mình anh em. Đó là sự kiện Team of the Year, có nghĩa là sự kiện top 8 á. Đó là một số cách chơi nè, một số cầu thủ chính thức. Đó, thì hôm nay mình sẽ làm một clip về cái buổi livestream đó cho anh em và bằng cái hình ảnh cho anh em. Đó, cách chơi như thế nào và một số cầu thủ như trong cái sự kiện như thế nào. Đây là đầu tiên như cái main anh em. Mình chơi cái phần skill game nè. Và cái phần map trận đấu nè, để mình lấy điểm nè. Đó. Rồi cho qua tiếp tục anh em. Đó, lấy điểm token và điểm top e-spawn. Có nghĩa là một điểm token là điểm qua nhân phẩm nè, còn top e-spawn đó nghìn điểm đi nhánh nha anh em. Đó. Thì cái này cũng dễ thôi, chỉ cho skill game và trận đấu thôi. Và tiếp theo là cái phần top e nha anh em. Nó chia làm hai phần. Một phần là mình dùng điểm token để mình qua nhân phẩm. Phần thứ hai là phần exchange. Đây, cái phần đầu tiên top e-layer là mình dùng cả điểm token đó để mình quay ha, 40 điểm ha, là mình quay hên hên được cầu thủ 100 để mấy anh em. Đó, còn cái phần này là phần exchange. Exchange thì mình sẽ được mấy con icon nha anh em, mấy con icon nha. Đó, icon event nha. Đây, giờ mình cho anh em xem nè. Đó, 110 nè, 110 quá trời luôn anh em. Đó, hên hên được 110 anh em. Còn không thì được một con 100 lẻ mấy ở dưới á. Để mình cho anh em xem tiếp tục những con ở dưới nè. Đó, có con 109 nữa nè. Nhìn chung á, thì cái phần này á, thì anh em phải khá tốn kém nha anh em. Phải tốn kém á, phải ít nhất có 10 layer của sự kiện này cho vô mới được. Có phần quà đó, thì nó phải yêu cầu anh em là phải thành công 50 lần top e layer exchange. Có nghĩa là 50 lần exchange thì mới được mở cái phần này. Nó hơi căng nha anh em. Thì ok anh em, tiếp tục cái phần Dream Icon. Phần Dream Icon thì có một cái giao diện rất là đẹp anh em. Có vàng Mustang nè, Ballad nè, và con Mandini. Đó, thì đây cái phần đầu tiên đó là phần dùng cái điểm của Icon anh em để mình mở nhân phẩm nè. Hên hên được mấy con Dream Icon hoặc là một con mấy số con Icon Event. Đó, còn đây là phần Dream Icon Bridgestone, có nghĩa là quà. Anh em phải 1600 điểm token thì mới được quay ba cái con này ha, quay hình hình được ba con này. Nói chung thì mình nói sơ sơ qua cái sự kiện chơi như nào thôi, thì ngày mai mình sẽ nói chính nó thức hơn, với lại mình nói rõ ràng hơn cho anh em ha. Thì đây, mỗi ngày mình coi quảng cáo bên đây thì mình được 3 điểm rim token nè, và 3 điểm top e-bon nè. Đó, thì nhìn chung thì cái sự kiện này hết chơi cũng không có gì nhiều anh em, rất là dễ dàng thôi, chơi đơn giản thôi. Còn cái phần đi nhánh nha anh em, đi qua bắc nè, phần quà nhánh nè, nó theo từng tuần anh em. Tuần 1 đó, tuần 1 anh em là được để lấy dùng điểm bon đó anh em mở, thì đến cuối thì anh em sẽ dùng đó để mở con 98 cộng nha anh em. Đấy, 98 cộng đây. Tiếp theo tuần thứ hai là 99 cộng. Đó, tiếp theo tăng dần anh em. Tuần thứ ba thì 100 cộng. Đó, xong tuần thứ tư 101 cộng, thì cứ tăng dần lên. Rất là dài, cái sự kiện rất là dài nha anh em. Thì cái phần này phải dùng điểm bon nha anh em. Dùng điểm bon để mình mở từ 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 nha. Thì đó, mấy cái điểm bon thì nằm rải rác, mình chơi lung tung là mình có thôi. Thì ok anh em, phần chơi thì đơn giản rồi, không có gì hết. Còn cái này phần nhiệm vụ hàng ngày anh em mà phải chơi nè. Đó, chơi skill game nè, bàn thắng nè, thì anh em sẽ chơi được quà thôi. Đó, để mà rút cây thúc y nè. Và tiếp tục là cái nhiệm vụ tuần này. Thì nói chung đơn giản em, cứ làm theo yêu cầu đó là được thôi. Đó, rất là đơn giản thôi. Mình cho anh em xem sơ thôi. Tiếp tục là phần challenge. Có nghĩa là phần này chơi trận đấu và skill game để lấy điểm của trong cái sự kiện top e này. Đây anh em, đấy được mấy chục cái điểm token nè, điểm qua nhân phẩm anh em ráng chơi đi. Mình thấy cái này rất là đơn giản. Còn không biết yêu cầu cái đội hình như nào không, mình chưa thấy ha. Chưa thấy yêu cầu để vô trận đấu chính thức đi, vô cái gọi là sự kiện chính thức đi, mình sẽ coi như thế nào. Đây là những cái mà mốc mình đi nè. Được cơ anh em. Tiếp theo là phần hot nhất trong cái phần mà tất cả các sự kiện, cái là phần Starbucks. À, Starbucks đợt này có con Cantona ST110 nha anh em. Con này cũng khá ok anh em, mà thấy cũng khá ok ấy chứ. Đó, ST110 con này cũng khá toàn diện đó, chiều cao top nè, giúp điểm chọn vị trí khá ok. Nếu mà cái cũng phiên bản trước á là CF. Đây là cái giao diện của phần sự kiện Team of the Year, đó là top E. Đó, cho anh em thấy ha. Thì ngày mai mình sẽ rõ hơn, mình nói sơ sơ thôi. Còn đây cái đội hình top E của cái bạn Anwan này đang livestream nè. Thì nói chung là cái hình ảnh nó hơi bị mờ nha anh em, tại vì mình chụp trên video hơi mờ, anh em thông cảm ha. Nó hơi mờ một chút.
Đây trong kho đây, hầu như là toàn bộ tất cả các cầu thủ trong sự kiện đều có trong đây hết. Rim Icon nè, Icon sự kiện nè, và một số cầu thủ bình thường là 109 nè. Đấy, cầu thủ đầu tiên cái chỉ số là con Mbappe. Đó, Mbappe này rất là ngon nha anh em. Nói chung nó rất là nhiều phiên bản, nói chung bây giờ nó ra nhiều phiên bản của anh em. Một cầu thủ mà quá nhiều phiên bản luôn. Đây Messi nè, Messi chỉ cam nè. Đấy. Thì Messi thì lớn tuổi rồi, thể lực không còn nhiều nữa nên thể lực rất xuống anh em thấy không? Thể lực khá ít nè. Tiếp theo là con Erling Haaland. Erling Haaland cận đợt này nó cho có 3 sao anh em thấy không? Có 3 sao thôi. Trời ơi, 3 sao thì khó, hơi khó dùng nha anh em. Nói chung anh em biết dùng thì nó mới dễ rồi chứ khó lắm. 3 sao không có kêu lên trên thì khó dùng lắm. Tiếp theo là con De Bruyne. Bruyne này thì cũng ok anh em, vị trí CM đã trở về vị trí CM rồi. Mình nghĩ nên cam thì hay hơn đó. Còn tiếp theo là con Modric. Nhìn chung mấy sự kiện ra khá nhiều anh em, làm cái cầu thủ ra khá nhiều phiên bản. Modric cũng khá nhiều phiên bản nè, Bruyne cũng nhiều phiên bản đó, Messi cũng vậy đó. Và cả Mbappe đó, và con Courtois, tiếp theo là con Courtois. Đấy, Courtois cũng khá là nhiều phiên bản luôn. Hầu như nó đọc đi đọc lại thì chỉ có bao nhiêu cầu thủ thôi à. Mà nhìn nhớ rất nhiều phiên bản. Đây là Benzema. Đấy. Benzema thì World Cup vừa rồi không có tham gia nên bị chấn thương anh em. Nên cũng được bình chọn là cầu thủ hay anh em. À. Tiếp theo con Alisson. Rồi K. Con Alisson thì khá ok rồi. Cũng chụp cũng khá ngon rồi. Cũng rất là nhiều phiên bản nữa. Thì trong sự kiện này anh em có thể thay thế một số con phiên bản top y thay cho sự kiện World Cup gì đó. Đó. Còn Salah nè. Salah là W nè. Salah sự kiện World Cup vừa rồi là không có anh em. Đó. Nên anh em có thể mua Salah được này cũng ngon này. Còn Lewandowski nè. Đó. ST là một con có rất là nhiều phiên bản đây. World Cup vừa rồi cũng có phiên bản World Cup luôn. Tiếp theo là con Casemiro của Manchester United. Con Casemiro thì chỉ có 2 sao kill thôi anh em. Nhưng mà nó CDM thì không sao anh em. Chỉ cần thu hồi ban top là được rồi. Tiếp theo là con Cancelo. Con này mới qua Bayern Munich mà nó cập nhật luôn em. Đó, nên chưa có áo đấu nè, nên chỉ cập nhật cái hàng thả thôi. Over 108 luôn. Nó ngon luôn. Tiếp theo là con Mane làm của Bayern Munich. Con này thì rất là nhiều phiên bản anh em ha. Làm là W ha. Hai phiên bản luôn. Và tiếp theo là con Son, Heung-min Son. Con này cũng rất là nhiều phiên bản. Phiên bản này là phiên bản làm mà nha anh em. Đó. Thì con này thì cái tốc độ rồi, dứt điểm khá tốt. Đó. Tiếp theo là một con Vinicius, rất là nhiều phiên bản là W. À, phiên bản vừa rồi World Cup cũng khá hay anh em. Phiên bản này thì kêu 5 sao phải được khá tốt. Đó. Tiếp theo là con Van Dijk CB. Van Dijk CB phiên bản World Cup cũng có luôn. Hầu như đa số là nó lặp đi lặp lại với cầu thủ quen thuộc của mình em. Đó, Bebeto Silva nè. Hầu như là rất là cầu thủ rất là nhiều phiên bản luôn, rất là nhiều sự kiện lặp đi lặp lại rất là nhiều. Đó thì anh em có thể lựa chọn thay thế từ từ cũng được, không cần thiết tại vì mới nói ra thì giá khá hơi cao nha, mình nghĩ hơi cao á. Con Edison của Manchester City cũng là một con thủ môn bắt cũng khá hay ở ngoài đời anh em. Đó. Và tiếp theo là con Hernandez. Đó, con này cũng rất là nhiều phiên bản, hầu như đa số là những cầu thủ này là rất là nhiều phiên bản nha anh em, phiên bản World Cup, phiên bản các sự kiện trước nữa. Đó. Edikin thì kêu có 3 sao thôi anh em, nhưng mà phiên bản World Cup là kêu 4 sao anh em. Dùng cái con World Cup này chắc được hơn đó nhờ. Không biết sao ta, kêu 3 sao à. Còn Tony Rod anh em. Đó. Tony Rod thì kêu cũng 3 sao với như bình thường thôi. Thì anh em nếu mà hay dùng được đó, thì khá ok. Còn không thì rất là khó dùng nha anh em. Và con tiếp theo là con Neymar. Neymar thì khá ok rồi. Con này vị trí là W anh em ơi. Đó. World Cup là vị trí cam, còn là vị trí là W. Và tiếp theo là con là W Liao của AC Milan. Con này khá tốc độ rồi. Đó. Cũng có mấy phiên bản luôn. Và mình tiếp theo nha anh em là con Ruben Dias. Nói chung là sự kiện này rất là nhiều cầu thủ gọi là trùng lập với nhau. Rất là thẻ, cái thẻ rất là nhiều thẻ nha anh em. Đó, trùng lập lại thẻ trước nữa. Đây con Bellingham. Con Bellingham này sự kiện World Cup thì có con top T là khá ngon lắm anh em. Còn không biết sự kiện này như nào. Nó là over 106 thôi. Vị trí CM. Và con Foden là W. Con Foden sự kiện World Cup thì nó nằm ở vị trí là W anh em. Bây giờ nó qua vị trí là W. Nó là đổi vị trí thôi. Kia 4 sao là ok rồi. Và con Hakimi. Hakimi hậu vệ mà được kêu 4 sao anh em thấy không? Thì con này lên rất là ham công anh em. Nhìn là biết ham công rồi. Và con Kimmich vị trí CDM.
Skill thì 3 sao. Con này thì mình thấy cũng khá là nhẹ, tuy nhiên hơi nhỏ con một chút thôi. Đó. Và con Manan GK của AC Milan. Nhìn chung sự kiện này rất là nhiều con ngon anh em, mình cảm giác như là ngon. Over thì cũng phải không cao lắm. Đó, over 106 thôi. Đó, như con McQueen Hot nè. Nãy giờ mình thấy over 106 cũng khá nhiều. Over cũng không bằng sự kiện World Cup vừa rồi, 108 top T rất là nhiều, vẫn còn xài ok anh em. Đó. Con Nkunku vị trí CF thì ghê chứ, con Nkunku chứ CF chứ. Thường thường đắt cam, giờ cho xuống CF luôn, lên CF luôn. Đó. Và con Rodri của Manchester City. Con này cái cao to nè, cao to, CDM thì 3 sao thì không sao, cũng được, không được, không vấn đề gì. Và con Thiago Silva CB của Chelsea. Con này cũng có phiên bản World Cup anh em, có phiên bản top T luôn, ghê chứ. Rất là nhiều phiên bản nha anh em. À, và mình đến con phần icon nha anh em. Con dream icon đầu tiên là con Mandini. Đó, over 112 luôn. Over thì cao nhất hiện nay luôn đó. 112 là cao nhất rồi. Tiếp theo là con Van Basten. Van Basten thì sao cái dream icon là cái con này có 3 sao anh em ơi. 3 sao rồi chết rồi. Cái con dream icon kia xài 4 sao ngon hơn. Và con Marcin Balas. Chỉ CM. Con này thì nếu mà phiên bản bình thường mình sẽ xài cũng khá ok rồi. Phiên bản icon thường anh em. Và tiếp theo là con Cantona. Ây, trong cái sự kiện này con Cantona thì nó có hai phiên bản hay sao ta? Có phiên bản event nè, có phiên bản icon bên Sabat sao ta? Mình chưa hiểu nữa. Mà để ngày mai đi anh em ha, coi sao. Tiếp tục group 3. Vừa có bản Starbucks, bây giờ có bản event anh em, ghê chưa? Đấy. Tiếp theo là con Henry. Mấy con icon sự kiện này rất là nhiều nha anh em. Nhưng mà anh này phải achieve anh em ơi, achieve mới được. Và con Kaka đây nè, vị trí cam nè. Đấy. Con Kaka này có thể được ở mức khá thôi. Không phải là quá, phải được khá tốt. Không tốt lắm. Kia 5 sao thì ok. Có Bertit. Mấy con Bertit thì mình cần thì mình thấy khá tốt rồi. Nói chung là best CDM rồi. Bây giờ nó ra thêm cái phiên bản icon event nữa. Đó. Và tiếp theo là con VIP Pro. VIP Pro thì được cải thiện tốt anh em. Đó, thể lực cũng khá tốt rồi. Ồ, thể lực khá tốt rồi anh em, khá ok. Kiểu 5 sao luôn. Đó. Và con Yassin GK 110. Yassin này thì đặc điểm của nó là độ cái đó là dễ nhận biết anh em. Khá dễ nhận biết ha. Đây, tiếp theo là con Jam Rosta. Từ vị trí RB mà cho sang vị trí LB luôn anh em. Ha. Mà được kêu 4 sao luôn. Đấy. Nói chung là sự kiện này icon rất là nhiều anh em, icon event rất là nhiều. Có Plung nữa nè, Plung CB over 109 nè. Nhưng mà anh em phải chơi cái trò gọi là nhân phẩm là exchange anh em, đó mới được nha anh em. Đây tiếp theo là con Son Campbell CB. Tại là hàng hot không anh em. Thật sự cái event này á, mình thấy rất là nhiều icon event rất là ngon nha anh em. Rất là ngon, hàng hot không. Cực kỳ là ngon luôn, đấy, đại công Plum nữa là Phoenix Plum nè. Vị trí RB nè, đấy. Con này thì nhỏ coi nhưng mà tốc độ là khỏe đó, nhìn rất là khỏe nha anh em. Cái phiên bản mà remake thì khá ok rồi. Đó, rất ca anh em. Đây, rất ca nè. Vị trí CDM. Rất ca này khỏi nói rồi, to cao, còn cả khỏe. Vị trí CDM là quá phù hợp với nó luôn nè. Rất là ngon luôn. Tiếp theo là con Wayne Rooney. À, con này thì đã hiện ok nhưng mà cái kill nó có 3 sao thôi nè. Thật sự là mình hơi cái thất vọng về cái này. Nên kill 4 sao thì khá ngon rồi. Tiếp theo là con... Larin Seedot. Đó, vị trí xem. Con này thì phiên bản gọi là phiên bản trước á, rất là ngon nha anh em. Phiên bản icon trước á, ngon lắm. Phiên bản này chắc cũng khá ok á, nghĩ khá ok á. Và tiếp theo là con Stoikov ở vị trí LM. Con này cũng khá nhiều phiên bản nha anh em. LM rồi vị trí là W. Đó. Và con Van Nistelrooy. Con Nistelrooy này thì kêu có 3 sao anh em. Khá nhiều, thấy nói chung là ít anh em dùng á. Đó. ST nha anh em. Chỉ Van Nistelrooy. Ok anh em, thì hôm nay mình làm clip nói chung là công bố sự kiện chính thức những cầu thủ trong sự kiện top E hoặc là team of the year cho anh em ha. Đó rất là nhiều anh em ơi. Kỳ này gọi là gì ta? Icon event rất là nhiều cho anh em, nhưng mà phải cancel cho anh em, qua danh phẩm cho anh em, exchange cho anh em. Đó. Còn mấy cầu thủ kia thì có thể sẽ review được vài ba con. Tại ngày mai đi anh em, sẽ các bạn tính toán cho anh em như thế nào. Thì hôm nay mình công bố và thông báo cho anh em thôi. Đó, thì anh em thấy cái clip này hay thì nhớ like share cho mình nha anh em. Còn anh em chưa đăng ký á thì đăng ký ủng hộ mình nha. Cảm ơn anh em. Xin chào anh em.